chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2020. Thưa quý vị, hôm nay ngày 21 tháng 6 là ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Cách đây 95 năm, ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh niên, cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ bút, kiêm viết báo và phát hành ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ khi có báo Thanh niên, báo chí Việt Nam dương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Trong gần một thế kỷ qua, kể từ ngày báo Thanh niên, tờ báo khởi đầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản số báo đầu tiên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng báo chí cách mạng nước ta đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vai trò quan trọng và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 95 năm truyền thống vẻ vang đã minh chứng tính ưu việt của báo chí cách mạng Việt Nam, ra đời từ yêu cầu của cách mạng do Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, chăm lo, phát triển cùng với sự lớn mạnh của cách mạng Việt Nam luôn gắn bó máu thịt và phấn đấu hết mình cho lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, sự ủng hộ đón nhận của nhân dân thành phố, báo chí cách mạng Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định bản sắc báo chí Sài Gòn gia đình Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là giàu tính chiến đấu, tính phản biện và cũng rất nhân văn, luôn sáng tạo, nỗ lực vượt khỏi những khuôn khổ xưa cũ để đáp ứng nhu cầu phát triển. Chính với bản sắc đó, nhiều tờ báo của thành phố đã giữ vị thế hàng đầu cả nước về chất lượng thông tin và số lượng độc giả. Chất lượng đội ngũ người làm báo cách mạng của thành phố tiếp tục được khẳng định, không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đã và đang nỗ lực cố gắng làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, không ngừng đổi mới, sáng tạo về hình thức thể hiện, phương thức phát hành, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển như hiện nay, làm báo mang tới nhiều cơ hội nhưng cũng vô vàn thử thách gian nan. Hơn lúc nào hết, đội ngũ người làm báo cần luôn trau dồi bản lĩnh, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, giữ vững giá trị cốt lõi và khẳng định sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Đoàn lãnh đạo thành phố do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Vui mừng khi được đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm và chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh Trần Trọng Dũng thay mặt toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nhà báo cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố đối với đội ngũ những người làm báo. Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Hội Nhà báo Việt Nam nói chung và Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng luôn phát huy vai trò là tổ chức hội nghề nghiệp, nơi tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Với mong muốn mang lại cho bạn đọc những thông tin nóng được cập nhật hàng ngày liên quan tới nhiều hoạt động của lãnh đạo thành phố, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, dân sinh. Vào ngày 19 tháng 6, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức lễ ra mắt trang tin điện tử www.hoinhabao.hcm.vn. Đây cũng là nơi để các hội viên Hội Nhà báo bày tỏ những tình cảm, suy nghĩ của mình về nghề báo. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự phối hợp giữa Hội Nhà báo thành phố, Ban tuyên giáo, Trung tâm báo chí thành phố khi chỉ trong vòng 10 ngày đã nhanh chóng hoàn thành đúng quy định để ra mắt được trang tin điện tử của hội. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực, nhấn mạnh các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo thời gian qua đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới mọi người dân, góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Một lần nữa khẳng định cái lao động hết sức là hiệu quả, tự nguyện của các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố. Đây là một trong thường vụ, ít nhất các loại thường vụ nó có 7 người. Thay mặt cho Đảng bộ thành phố, 230.000 đảng viên, 10 triệu đồng bào thành phố, chúc mừng và cảm ơn các nhà báo của thành phố Trung ương hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như cả nước. Là chúc các đồng chí luôn tự hào với vị trí đặc biệt của mình là người chiến sĩ trên một cái mặt trận hết sức có ý nghĩa. Và mặt trận này thì cái tốc độ, cái cường độ
cái tính chất nó không kém gì trong giai đoạn chiến tranh cả. Đòi hỏi phản ứng nhanh và quyết định đúng, gây tác dụng tốt với xã hội rất quan trọng. Thì giới báo chí có thể nói một cách tự tin rằng các phóng viên, các báo chí đã đóng góp vào Đại hội Đảng bộ thành phố và khi Đại hội toàn quốc cũng như vậy. Tới thăm báo Nhân dân, cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao hoạt động của đơn vị, luôn kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là trong thời gian cả nước chung tay ứng phó với dịch COVID-19. Báo Nhân dân sẽ kỷ niệm 70 năm ngày ra số báo đầu tiên vào năm sau. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, với bề dày lịch sử của mình, đơn vị sẽ tiếp tục phát triển không ngừng trên tinh thần, mắt sáng, lòng trong, bút sắt, trong thời gian đất nước đang tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng. Chúc mừng đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị giữ vững và phát huy truyền thống là kênh thông tin được nhân dân yêu mến và ngày càng phát triển. Gợi gắm niềm tin của Đảng bộ thành phố tới đài, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn VOH sẽ tiếp tục đồng hành với sự phát triển của thành phố. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền gắn với Đại hội Đảng bộ thành phố, lắng nghe, truyền tải ý kiến đóng góp của người dân cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục giữ vững vai trò, vị trí là một kênh truyền thông đa phương tiện không thể thiếu của đồng bào thành phố. Cùng ngày, đoàn đã đến thăm chúc mừng văn phòng đại diện phía Nam Báo Điện tử Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của đơn vị cho sự phát triển của thành phố. Với lực lượng phóng viên không đông, nhưng Báo Điện tử Chính phủ, văn phòng đại diện phía Nam đã có sự kết nối tốt với cơ quan chính tại Hà Nội, có những trang chuyên đề truyền tải thông tin tuyên truyền ở khu vực phía Nam đến với người dân cả nước một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Bí thư Thành ủy mong muốn đơn vị cùng với Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm báo chí thành phố thực hiện ký kết hợp tác để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đồng hành cùng với sự phát triển của thành phố trong thời gian sắp tới. Mong các đơn vị báo chí trung ương đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đồng hành cùng với thành phố, góp phần tuyên truyền phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đó là chia sẻ của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tại buổi thăm và chúc mừng các đơn vị báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đoàn lãnh đạo thành phố đã đến thăm và chúc mừng báo Tuổi Trẻ. Đại diện báo Tuổi Trẻ cho biết, trong thời gian bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, lượng độc giả truy cập online tăng gấp 3,5 lần. Báo in dù gặp khó nhưng đã dần khôi phục. Hiện nay, báo đẩy mạnh các hoạt động tiêu biểu như chương trình tiếp sức mùa thi, tư vấn đến trường, ngày không tiền mặt, hoạt động ấn tượng Việt Nam. Đơn vị cũng bày tỏ mong muốn khi báo Tuổi Trẻ về cơ quan chủ quản mới sẽ nhận được sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy, giúp đội ngũ cán bộ nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Trần Lưu Quang chia sẻ bản thân là một độc giả trung thành của báo Tuổi Trẻ từ thời sinh viên. Đồng chí đánh giá cao báo Tuổi Trẻ là một trong những tờ báo có độ tin cậy cao, có lượng phát hành lớn nhất cả nước. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang chúc đội ngũ cán bộ, nhân viên báo Tuổi Trẻ nhiều sức khỏe, niềm vui, vượt lên chính mình, hoàn thành tốt trọng trách và mong muốn báo Tuổi Trẻ vẫn mãi là báo Tuổi Trẻ. Thăm cơ quan đại diện báo Quân đội Nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao sự đồng hành của đơn vị trong công tác tuyên truyền cho thành phố Hồ Chí Minh trong suốt thời gian qua, đồng thời tin tưởng đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trong giai đoạn thành phố đang tiến hành đại hội đảng các cấp hiện nay. Trong những năm vừa qua, đặc biệt là trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, thì báo Quân đội Nhân dân đã có sự ủng hộ rất mạnh mẽ cho cái sự phát triển chung của thành phố. Và chúng tôi rất là cảm kích và cũng xin ghi nhận về điều này. Thưa các đồng chí, thì tới đây thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng cùng với cái không khí chung của cả nước. Đó là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong đó đặc biệt quan trọng là công tác truyền thông trước, trong và sau đại hội. Nhiệm vụ là rất nhiều, cho nên anh em chúng tôi luôn luôn mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng chí để cái việc thành phố làm không chỉ có sự tham gia về truyền thông của hệ thống báo chí cơ quan thành phố mà còn có cả các báo chí của các cơ quan trung ương, trong đó báo Quân đội Nhân dân đóng một vai trò hết sức quan trọng.
Đoàn cũng đến thăm và chúc mừng tập thể báo Thanh Niên. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chúc tập thể cán bộ, ban biên tập, phóng viên báo Thanh Niên luôn mạnh khỏe, tích cực đóng góp cho công tác thông tin tuyên truyền, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thành phố. Đồng thời bày tỏ vui mừng về những kết quả báo Thanh Niên đã đạt được trong công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đoàn đến thăm cơ quan thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cảm ơn sự chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ của cơ quan thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam đối với sự phát triển chung của thành phố trong thời gian qua. Đồng thời cho rằng trong bối cảnh có những thông tin không chuẩn, không chính xác thì cơ quan thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam đã giúp chuẩn hóa thông tin, đây là điều hết sức quan trọng. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn cơ quan thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam trong trách nhiệm của mình tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thành phố. Trong nhiệm kỳ sau, tính toán chương trình hợp tác và thành phố có sự hỗ trợ một phần để cơ quan thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền có chuyên trang về thành phố. Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Trần Lưu Quang chúc đội ngũ những người làm báo cơ quan thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam luôn mạnh khỏe, nhiều thành công. Báo Quân đội Nhân dân hôm nay có bài viết trích ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về trách nhiệm xã hội của báo chí. Thủ tướng khẳng định các nhà báo luôn đi đầu trên mặt trận đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, cũng như bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong xã hội. Đó là những điều cần phải được phát huy nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Trên thực tế, khi báo chí đi về phía nhân dân, sẽ được nhân dân tin yêu, báo chí có trách nhiệm cao với xã hội, sẽ góp phần làm cho xã hội phát triển. Bài xu thế truyền thông mới trên báo Sài Gòn Giải Phóng đã ghi nhận nhiều ý kiến chuyên gia và cho rằng hiện nay mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn đã và đang tác động mạnh tới lĩnh vực báo chí truyền thống. Đi kèm với đó là ma trận các thông tin thật giả lẫn lộn. Công chúng đã không còn đơn thuần là khách hàng của báo chí chính thống mà còn là khâu quan trọng trong quá trình tương tác sáng tạo ra chính sản phẩm truyền thông, đồng thời là người chọn lọc sử dụng các thông tin cần thiết cho mình. Bối cảnh này đã và sẽ buộc các cơ quan báo chí phải thay đổi để tồn tại và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng nhằm xác định những mục tiêu phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025. Để chuẩn bị cho đại hội, thành phố đã tiến hành tổ chức đại hội điểm ở các cấp trực thuộc với nhiều điểm mới và mang tính đột phá. Đại hội Đảng bộ cơ sở phường Bình Thọ, quận Thủ Đức là đại hội điểm của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh chương trình, nội dung như bất kỳ các kỳ đại hội đảng nào, đại hội phường Bình Thọ đã trực tiếp bầu chọn bí thư ngay tại đại hội. Đây được xem là một bước đột phá trong tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đại biểu chúng tôi trước khi bầu phải có cái sự thảo luận cùng như đánh giá toàn diện tất cả các đồng chí ứng cử viên để có thể bầu một đồng chí bí thư có đầy đủ năng lực. Việc bầu chọn trực tiếp bí thư tại đại hội nó sẽ tạo điều kiện khẳng định hơn nữa cái vị trí, cái vai trò cũng như là uy tín của đồng chí bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời nó tăng cường cái đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ. Với tinh thần đổi mới, quản lý vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của thành phố, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bến Thành đã xác định rõ bước phát triển trong thời gian tới của doanh nghiệp lớn, mỗi năm đóng góp hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách thành phố. Bước đi mới được xây dựng trên nền tảng thành quả của nhiệm kỳ vừa qua, khi đến cuối năm 2019, tổng tài sản của công ty mẹ đạt 3.262 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2015. Niềm tự hào của Tổng Bến Thành là có một hệ thống phân phối ô tô đứng hàng đầu Việt Nam. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng tôi cũng định hướng và chúng tôi sẽ phát triển
một cách hết sức là tập trung để tạo một cái giá trị cho tổng công ty Bến Thành trong thời gian tới. Xây dựng các chương trình hành động, chỉ tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ đều mang tinh thần chung là phục vụ lợi ích cộng đồng, phục vụ nhân dân, chính là nét mới ở 6 đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở của thành phố Hồ Chí Minh, trong đó xác định rõ sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá kết quả lãnh đạo của đảng bộ và chính quyền. Thành phố thì vẫn lâu nay đã coi cái hài lòng người dân là thước đo của cải cách hành chính, thước đo quản lý. Mình nỗ lực cho đồng bào và doanh nghiệp có chịu hay không, đấy mới là quan trọng. Không chỉ bàn những câu chuyện về đảng, đại hội phải bàn những vấn đề của dân, thu nhập của người dân thành phố, đời sống của công nhân lao động, kể cả lao động nhập cư, được đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đặt thành món chính trên bàn đại hội các cấp kỳ này. Yêu cầu đặt ra là phải có cách nghĩ, cách làm, giải pháp cụ thể để nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân. Nhưng thu nhập người dân không đạt theo yêu cầu thì ai chịu trách nhiệm về chỉ tiêu này? Cái lãnh đạo về kinh tế của chúng ta đó, chắc là phải toàn diện hơn, phải cụ thể hơn, sâu sắc hơn, bám sát cái phát triển hàng năm. Các đại hội điểm với nhiều nét mới mang tính đột phá được tổ chức thành công là tiền đề để đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh có kỳ đại hội lần thứ 11 thắng lợi, mở ra một chặng đường phát triển mới cho thành phố đầu tàu kinh tế của cả nước, xứng đáng là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì mục tiêu thành phố sạch và giảm ngập, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai các hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch. Thành phố sẽ vận động hơn 80% hộ dân trên địa bàn thực hiện bản cam kết về giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch, phấn đấu 100% hộ dân đăng ký thu gom rác thải tại khu vực có tuyến thu gom. Riêng các địa bàn chưa có tuyến thu gom, 100% hộ dân thực hiện xử lý rác thải hợp vệ sinh tại hộ gia đình. Thành phố cũng hướng tới các mục tiêu tất cả hộ dân sinh sống kinh doanh ở mặt tiền đường giữ gìn vệ sinh môi trường, tự trang bị thiết bị lưu chứa rác thải, toàn bộ điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải trên địa bàn thành phố được giải quyết và duy trì chất lượng vệ sinh môi trường mỹ quan tại các khu vực đã cải tạo, chuyển hóa, không để phát sinh các điểm ô nhiễm mới. Vì mục tiêu thành phố sạch và giảm ngập cũng là một trong 7 nội dung được quận 5 chú trọng thực hiện. Địa phương này vừa phát động chương trình Vì quận 5 văn minh hiện đại nghĩa tình kéo dài từ nay đến ngày 12 tháng 7 sắp tới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 5 quyết tâm tổ chức thực hiện hiệu quả 7 nội dung trọng tâm, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước, tăng cường chỉnh trang mỹ quan đô thị tại 10 chung cư cũ và mảng xanh trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ ngầm hóa hệ thống điện, cáp viễn thông, tiếp tục tổ chức ra quân chấn chỉnh lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận. Tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, tập trung thực hiện các công trình sửa chữa nhà, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội và hoạt động văn hóa văn nghệ. Cái chỉ thị 19 chúng tôi đã triển khai cho toàn bộ 7 khu dân cư và tất cả 14 chi bộ và các đảng viên trong chi bộ đều có làm bản đăng ký thực hiện cái chỉ thị 19 và hơn nữa là tất cả nhân dân đều có làm cái bản đăng ký thực hiện cái chỉ thị 19 mà không xả rác cái đường, thực hiện cái thành phố văn minh sạch đẹp của quận 5. Sau lễ phát động, nhiều người dân đã tổng vệ sinh các tuyến đường, trồng thêm cây xanh tại bờ kênh Hàng Bàng, sơn mới và tăng mảng xanh cho các chung cư cũ, xử lý các điểm tập kết rác sai quy định trên địa bàn quận. Thưa quý vị, đến chiều ngày 20 tháng 6 theo giờ Việt Nam, số bệnh nhân COVID-19 tại các nước châu Âu đã vượt 2,5 triệu người, trong đó hơn 192.000 ca tử vong. Với con số này, châu Âu hiện là châu lục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tồi tệ nhất thế giới. Dù vậy, nỗ lực chống dịch tại đây tiếp tục ghi nhận các diễn biến tích cực. Hơn 50% số ca nói trên là ở các nước Nga, Anh, Tây Ban Nha và Italia. Nga có số bệnh nhân COVID-19 cao nhất tại châu Âu với gần 577.000 người và hơn 8.000 ca tử vong. Dù vậy, số ca nhiễm mới và tử vong tại châu Âu đang giảm đáng kể. Pháp trong ngày 19 tháng 6 ghi nhận số ca tử vong thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 3 với chỉ 14 ca, trong khi Anh cũng hạ mức cảnh báo về dịch COVID-19 xuống một bậc, trở thành căn bệnh lây nhiễm thông thường. Tại Ba Lan, giới chức y tế cũng đã kiểm soát được ổ dịch COVID-19 liên quan khu khai thác than tại tỉnh Silesia.
Số ca mắc bệnh đã giảm đáng kể kể từ mức 200 xuống dưới 100 trong hai ngày 18 và 19 tháng 6. Viện Y tế cấp cao Italia vẫn kêu gọi thận trọng sau khi nhận thấy những dấu hiệu cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm mới, đặc biệt tại thủ đô Roma. Đúng 100 ngày kể từ khi tuyên bố bắt đầu chiến dịch chống COVID-19, chính phủ Cuba cho phép bắt đầu giai đoạn đầu tiên của quá trình tái khởi động nền kinh tế xã hội tại 13 trên 15 tỉnh thành của cả nước. Trong giai đoạn này, Cuba cho phép mở cửa trở lại một số hàng quán, dịch vụ dân sinh, giao thông công cộng. Tuy nhiên, vẫn hạn chế tối đa tụ tập đông người và người dân vẫn buộc phải đeo khẩu trang khi ra đường. Dự kiến trong thời gian tới, Cuba sẽ mở lại một số dịch vụ du lịch nội địa, tiếp đó là một số dịch vụ du lịch quốc tế tại các cù lao. Chính phủ và các chính quyền địa phương cũng xem xét từng bước nối lại hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học, trong khi học sinh các cấp phổ thông trên toàn quốc sẽ nghỉ tới tháng 9. Hai địa phương duy nhất vẫn buộc phải duy trì các biện pháp cách ly và phòng chống dịch là thủ đô La Habana và tỉnh Matanzas lân cận. Đây là hai địa phương vẫn ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 trong thời gian qua, trong khi các tỉnh còn lại đã trải qua ít nhất một tuần không ghi nhận ca nhiễm nào. Trong khi đó, kế hoạch tái khởi động nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với một số thách thức. Một số bang tại nước này đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng trở lại. Trong ngày 19 tháng 6, ba tiểu bang Arizona, Texas và Florida đều ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục với hơn 3.000 ca mỗi ngày. Trước tình hình này, hãng Apple thông báo sẽ đóng 8 cửa hàng ở Arizona và Florida. Chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất nước Mỹ AMC cũng thông báo sẽ áp dụng quy định đeo khẩu trang tại toàn bộ 8.000 rạp trên cả nước. Mặc dù từng là tâm dịch, tuy nhiên đến nay, New York đã phần nào khống chế được COVID-19 với tỷ lệ nhiễm thấp nhất trong tổng số 50 bang. Chính quyền bang đã nhất trí với đề xuất cho phép thành phố New York được chuyển sang giai đoạn 2 mở cửa trở lại nền kinh tế. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 6 tới, các cửa hiệu cắt tóc, làm đầu và một số văn phòng sẽ đón khách trở lại. Các hoạt động kinh doanh được phép nối lại hoạt động, trong khi các nhà hàng sẽ có thể phục vụ khách hàng ở không gian ngoài trời. Tuy nhiên, mỗi địa điểm chỉ được phép khai thác 50% công suất hoạt động, đảm bảo quy định giãn cách xã hội và đeo khẩu trang. Thưa quý vị, trong chuyên mục sách hay cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị quyển tự truyện Lê Quang Thành, Một đời nghĩa nặng tình sâu do nhà văn Trầm Hương lược ghi. Sách do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành như cuốn phim đời của tác giả Lê Quang Thành, nguyên bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 6, với lời nhắn nhủ cho thế hệ trẻ, uống nước phải nhớ nguồn. Bắt tay vào viết cuốn tự truyện cách đây 3 năm khi đồng chí Lê Quang Thành đã bước qua tuổi 93. Không phải để ca ngợi quá khứ của chính mình, mà đơn giản chỉ vì đây là những hồi ức rất đẹp của một thời sống và chiến đấu của ông. Tự truyện có 7 phần. Phần thứ nhất viết về thời niên thiếu đến mùa thu năm 1945. Phần 2 kháng chiến chống Pháp với những trang bi tráng về con người và nghĩa khí ở vùng đất Mỹ Tho, những ngày ngồi tù khốc liệt. Phần 3, hồi ức chân thật những năm tháng đất nước bị chia cắt và trở lại miền Nam chiến đấu. Phần 4, thời kỳ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 gắn bó với tỉnh Đồng Nai và đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo. Phần 5, giai đoạn nghỉ hưu thanh thản. Phần 6, ký ức về các lãnh đạo đất nước, những đồng đội, bạn bè. Phần 7, tự sự, cảm nhận về gia đình, dân tộc, quê hương. Ngưỡng mộ cái giá trị đạo đức truyền thống, cái nền tảng, cái sự thiện lương và trong sáng của tâm hồn ông khi đến với cuộc cách mạng và nhất quán trong cái suốt chặng đường ông tham gia và ông trở thành một cái người dân bình thường. Chiến tranh là phải làm chiến sĩ. Bây giờ là cái giai đoạn mới này là phải xây dựng đất nước. Thế hệ đoàn thanh niên hiện nay phải là tìm hiểu lại cái công lao truyền thống của các người tiền bối để làm sao mà phát huy. Rồi là nối tiếp cái điều thống đó, phải là tu dưỡng đạo đức cách mạng và học kiên trì, học tập, học mãi để nâng cao cái kiến thức của mình về mọi mặt, sẵn sàng nhận những cái nhiệm vụ mới mà cách mạng giao cho. Hồi ký là những cứ liệu lịch sử rất quan trọng hơn một thế kỷ, nhưng cũng chịu nặng nghĩa tình của một người lính trao tặng cho thế hệ sau một gia tài tinh thần quý báu, đáng để đọc, để suy ngẫm và mạnh mẽ bước tới.
Thông tin cập nhật thưa quý vị, tính đến 6 giờ sáng nay, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19. Như vậy, tổng số ca nhiễm là 349, trong đó 22 ca đang điều trị, 327 ca đã được điều trị khỏi. Thưa quý vị, để mang đến những thông tin nóng hổi, không chỉ có chúng tôi, mà còn là sự góp sức của rất nhiều đồng nghiệp, những người đứng sau khung hình. Đặc thù của công việc là sự kết hợp của tập thể, vì vậy những phóng viên, kỹ thuật dựng, đồ họa, phim trường là những mảnh ghép không thể thiếu để Trung tâm Tin tức HTV đảm bảo an toàn sống, kịp thời cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác nhất đến quý vị khán giả. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị những thước phim chân thật nhất về đội ngũ Trung tâm Tin tức HTV. Đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một biên tập viên hiện dẫn tại phim trường thì phải truyền tải nội dung một cách tốt nhất đến quý vị khán giả. Còn khi là một phóng viên tác nghiệp bên ngoài thì chúng tôi phải làm tốt nhiệm vụ của mình để làm sao khai thác được những thông tin một cách chính xác và nhanh nhất. Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào tuần lễ cao điểm của cuộc chiến chống dịch COVID-19. Phía sau lưng tôi đây chính là khu vực cách ly 24 người trở về từ các vùng dịch. Sân bay Tân Sơn Nhất đã trở thành một điểm nóng, một lá chắn đầu tiên trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh Ninh Thuận vừa công bố cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán ở cấp độ 3 trên toàn tỉnh. Thì đây là hiện trường của vụ cháy tại núi Thép, xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Bây giờ gia đình của chị Phượng phải sống tạm trong sàn nhà của một người hàng xóm bởi vì việc sạt lở nó xảy ra quá bất ngờ. Thưa quý vị, đây là những gì còn sót lại của một căn nhà mà chúng tôi đã tìm kiếm được. Thời sự tin tức hiện nay nó là câu chuyện, chứ nó không còn chỉ đơn thuần chỉ là nêu về một sự kiện, một vấn đề. Mình tiếp cận tuyến đầu với những cái thông tin, sau đó là mình dùng những cái kỹ năng của mình để mà mình truyền tải cái thông tin đó lại đến khán giả. Công việc của chúng tôi thì bất kể thời gian, ngày cũng như đêm, tuy vất vả nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để cập nhật những thông tin nhanh nhất và chính xác nhất đến với khán giả. Phóng viên, biên tập viên của Trung tâm Tin tức đóng nhiều vai trò khác nhau nên luôn phải đảm bảo sức khỏe và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cuộc sống luôn thay đổi từng giây từng phút. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều có giá trị và là một câu chuyện. Và chúng tôi, đội ngũ những người làm thời sự HTV, luôn muốn kể những câu chuyện đó đến với khán giả. Và với sự hỗ trợ của công nghệ, chúng tôi mong muốn chuyển tải đến quý khán giả những câu chuyện đó một cách nhanh và chính xác nhất. Bởi vì chúng tôi là thành viên của Trung tâm Tin tức HTV. Chúng tôi, đội ngũ Trung tâm Tin tức HTV, xin tiếp tục nỗ lực để mang đến cho quý vị những thông tin toàn diện, đa dạng, phong phú và chính xác nhất. Hy vọng quý vị khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ để luôn là người bạn đồng hành, theo dõi và góp ý cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đến đây, thời lượng dành cho bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Kính chào tạm biệt.